Út Quỳnh xin chào tất cả các bạn nha, chào tất cả các anh chị em thợ may đồng nghiệp luôn nè. Chúc cho các bạn và các anh chị em thợ may đồng nghiệp có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Video hôm nay Út sẽ chia sẻ cái cách may của cái mẫu bao cánh én này ha. Thì ở cái video mẫu số 46 thì Út có chia sẻ cái cách cắt, nhưng mà Út không có hướng dẫn cái cách để may cái cổ áo như vậy. Thì cũng có một số bạn không có biết cách may thì nhắn tin cho Út là kêu nhờ Út chia sẻ cái cách để mình may được cái mẫu bao cánh én cổ vuông tim như vậy, có cái phần dúng ngực phía trước như vậy ha. Thì hôm nay sẵn may lại cái mẫu này thì Út cũng tranh thủ Út chia sẻ cái cách để mình may được cái mẫu áo này ha, bao cánh én tay liền hay còn gọi là sắt nách ha. Thì mình gã phối, mình rút dúng hình chiếc nơ phía trước này ngay cái phần cổ vuông tim của mình. Cái mẫu này mặc rất là dễ thương ha. Thì hôm nay Út sẽ chia sẻ cái cách để mình may được cái phần cổ cũng như cái phần bâu ha, để cho các bạn xem tham khảo nha. Hy vọng những cái chia sẻ của mình sẽ mang đến những cái hữu ích cho các bạn nha. Các bạn xem video của mình nhớ bấm cho mình một lượt đăng ký nè, một lượt thích nè, hoặc là chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Còn các bạn muốn theo dõi kênh của Út thường xuyên để học được những cái mẫu mới mà Út chia sẻ thì các bạn đăng ký thì nhớ nhấn cái phần chuông thông báo nha, để mỗi khi mà Út ra những cái mẫu mới thì các bạn có thể nhấp vào đó và xem một cách dễ dàng, khỏi phải tìm kiếm nha. Thì bây giờ Út sẽ hướng dẫn cho các bạn may luôn nha. Để may được cái mẫu áo này thì đầu tiên là mình sẽ may cái phần bâu trước nha. Đây là cái phần bâu nè, mình đã ủi keo rồi mình cắt hai lớp như vậy. Bây giờ mình sẽ may, mình lộn lại nha. Cái phần này mình vô mình sẽ lợi mũi nha. Cái điểm này nè, mình sẽ lợi mũi cho nó chắc, không cho nó vuột nha. Mình may xung quanh cái bâu là đường 0,5cm đều hết luôn. Khi mình may đến cái điểm góc bâu này, mình sẽ dừng lại nha. Mình đừng có may tới nha. Mình chừa lại một mũi kim và mình sẽ đưa một sợi chỉ vào trong cái phần đầu bâu này, mình kéo thẳng vô đây. Ở đây mình lưu ý nha, cái sợi chỉ nè, mình kéo cho nó sát vô như vậy. Ở đây mình sử dụng chỉ đôi cho nó chắc nha, để khi mình may mình lộn qua cái phần bâu á, mình gịch nó không có bị đứt cái sợi chỉ này. Cái sợi chỉ này để cho khi mình lộn cái phần bâu ra, nó cái góc bâu cái nén của mình nó sẽ nhọn và đẹp ha. Mình đưa sát vô đây như vậy. Khi mình đưa cái sợi chỉ này vô nè, các bạn để ý nha, cái cây kim của mình á, nó sẽ ghim xuống dưới cái phần bâu nha, nó không có dở lên. Cây kim nó ghim xuống dưới sát cái phần bâu của mình luôn. Là mình kéo vừa tới mí cây kim nè, rồi mình sẽ kéo xuống như vậy, rồi mình sẽ cho qua một mũi kim như vậy. Tiếp tục mình dở lên, mình cho cái sợi chỉ phía bên đây nè, mình kéo vô trong. Hai sợi chỉ này mình kéo nhập vô trong, mình cho vô cái phần bâu phía trong này. Đây, mình cho, mình kéo cho vô trong đây. Kéo thẳng vô nha. Rồi mình sẽ xoay nó lại như vậy. Rồi cứ như vậy rồi mình bắt đầu mình may đường 0,5cm đều hết. Tương tự tới cái phần góc bâu nhọn bên đây, mình cũng làm giống như bên kia luôn nha. Rồi mình may quay lại. Sau khi mình may xong, mình sẽ gọt cho hai cái phần nhọn này, nó giảm bớt đi cho nó gọn. Còn xung quanh thì mình giữ nguyên ha. Cái đường cong phía trên cái phần bâu cánh én mình sẽ nhấp đều, nhấp không cho đứt tới cái phần sợi chỉ của mình nha. Các bạn lưu ý nha, mình nhấp đều, nhấp nhẹ thôi cho cái phần bâu của mình nó không có bị đơ.
nó cong đều thì nó không có bị đơ ha. Nếu mà mình không nhấp thì cái phần bâu này nó sẽ bị đơ, nhìn nó không có đẹp. Thì mình chia sẻ rất là nhiệt tình luôn đó, các bạn cứ việc làm giống như vậy là sẽ được ha. Rồi bây giờ tới cái khâu mình lộn nè, mình sẽ lộn cái phần bâu ra. Đây là cái kỹ thuật ha, cái kỹ thuật để mình may sao cho cái phần bâu cánh én của mình cái góc nó nhọn đẹp. Đây mình lộn ra nè, các bạn lấy chưa, cái sợi chỉ này mình sẽ gịch cho cái góc bâu của mình nó nhọn. Mình giữ nguyên cái sợi chỉ này, mình tháo luôn cũng được, hay là mình để chút mai xong mình tháo cũng được nha. Rồi ở đây mình lật lên như vậy, mình cũng gịch cái đầu bâu này ra tương tự như vậy. Đây cái phần bâu cánh én của mình nó như vậy. Tiếp theo cái phần này, lớp keo và lớp không keo, mình sẽ dằn một đường meo bắt đầu từ bên đây. Mình dằn cái đường meo chạy dài theo cái phần bâu này đến khi nào mà hết được tới cái góc này chị thôi. Thì mình dằn cái đường dài này xong, tương tự hai cái đầu này nè, mình cũng dằn về cái lớp không keo, hai cái phần đầu bâu á, mình dằn về cái lớp không keo nè, mình dằn đường meo hai bên luôn, làm như nhau ha. Sau khi hai cái đầu bâu mình dằn cái đường meo vô trong như vậy, cái màu đen thì nhìn rất là khó thấy ha, các bạn cũng thông cảm ha, tại vì sẵn mình may cái mẫu đồ này nè, lại ngay cái màu đen thì mình chia sẻ cái cách may cái phần bâu và cổ dúng phía trước cho các bạn xem tham khảo thôi, tại có một số bạn yêu cầu mà mình chưa có thực hiện được. Thì sẵn hôm nay mình may cái mẫu này thì mình chia sẻ cái cách để mình may để cho các bạn xem tham khảo luôn, để hứa với các bạn hoài mà không có thực hiện được lời hứa thì mình cũng buồn lắm ha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ dằn đường một chân vịt đều theo cái phần đầu bâu này, dọc theo cái phần bâu hết luôn, mình dằn đều hết luôn nha. Sau khi mình dặn cái đường một chân vịt như vậy xong hết, phần chỉ mình cắt gọn gàng nha. Chỉ đầu bâu này mình cũng bỏ. Giờ mình sẽ dặn một đường meo cho nó dính cái phần bâu này lại với nhau nè. Đều ha, một đường meo cho nó dính định hình lại. Sau khi mình dặn cho nó dính lại như vậy là xong cái phần bâu ha, cái phần bâu của mình cơ bản là xong. Bây giờ mình sẽ quay vào cái phần thân trên cổ. Đây, đây là cái phần dúng phía trước nè, mình đã cắt sẵn ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách may cái phần này. Ở đây là mình sẽ có chừa một cái đường may 1 cm. Giờ mình sẽ vẽ lại nha, là mình vẽ cho các bạn xem thôi, chứ mình may là mình không cần vẽ sẵn phấn như vậy. Mình vẽ cái đường 1 cm như vậy. Rồi mình sẽ may ở đây, mình lợi mũi nha, các bạn lưu ý nha, ở đây mình may mình lợi mũi cho chắc, cả trên và dưới mình đều lợi mũi nha. Sau khi mình may ghép cái đường này mình lợi mũi cho chắc chắn nha, cái đường này mình sẽ may dày nha, không có may thưa. Mình sẽ ghép nó vào cái phần thân trước nha, phần thân như vậy. Đây cái phần phía dưới nè, phía trên này là cái phần cổ áo, ở trên đây là cái phần cổ áo, phía dưới này mình sẽ ghép vô cái phần thân áo của mình. Đây mình chừa cái đường may á, 1 cm mỗi bên á, thì mình gấp đúng 1 cm nha, không thiếu cũng không thừa nha.
mình chừa bao nhiêu thì mình gấp đúng bấy nhiêu thôi, lợi mũi cho chắc chắn. Mình may tới cái điểm giữa này, mình sẽ canh sao cho giữa cái đường, cái phần dúng phía trên và giữa cái phần thân của phần gấp đôi phía dưới nha. Mình canh cho hai bên nó đều với nhau hết đây nè. Mình sẽ canh rồi mình sẽ quay nó lại, mình nhấp cái phần dúng phía trên, nhấp ngay cái đường may của mình luôn. Ở đây mình sẽ dùng cái mũi kéo á, mình nhấp cái đường may ở đây. Rồi, mình sẽ quay nó lại như vậy. Các bạn lưu ý nha, ngay chính giữa luôn nha. Ngay chính giữa thì nó đều nó mới đẹp nha. Còn nó xéo một bên cái phần góc nhọn này nó không đẹp nha. Rồi, sau khi mình may xong, mình sẽ mở nó ra như vậy. Đây, các bạn thấy chưa? Cái phần góc nhọn nè, nó phải ngay chân cái phần giữa của cái phần phía trên như vậy. Nó nhọn như vậy nha. Đây, nhọn đều như vậy mới đẹp nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình dằn cái đường meo lên trên đây. Dằn cái đường meo xuống cái phần thân. Sau khi mình dặn cái đường meo xuống dưới cái phần thân như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bước tiếp theo là mình sẽ nhấn ben nha. Đây là cái phần bên cong. Mình nhấn ben. Sau khi phần nhón ben mình mở ra nó như vậy nè, phần bên đối diện mình cũng nhấn giống y như vậy luôn nha. Tiếp tục cái phần thân sau nè, thân sau thì mình cũng nhấn ben bình thường nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình gấp vai thân trước và thân sau. Đây mình gấp thì mình cắt đó, mình chừa cái đường gấp vai là 1 cm, thì bây giờ mình cứ vậy mà mình gấp đúng 1 cm rồi mình lại mũi cho chắc chắn nha. Sau khi mình gấp hai cái phần vai lại với nhau như vậy, rồi mình sẽ để riêng qua một bên. Bây giờ mình sẽ cũng gấp vai cái phần nẹp giữa thân trước và thân sau. Mình gấp cái phần vai lại tương tự như mình gấp vai thân áo thôi, không có gì khác nha. Khi mình gấp vai cái phần nẹp như vậy, đây là cái phần cổ mình sẽ dở ra, giống như mình gấp cái phần thân áo vậy thôi, không có gì khác nha. Rồi cái phần nẹp này mình để qua một bên đi, và tính tới nó, quay lại cái phần thân áo nè. Thân áo thì mình sẽ tiến hành mình may cái phần bâu vào. Cái phần bâu cánh én này thì mình ở đây trên cái thân áo thì mình có làm dấu phấn giữa cái thân áo như vậy, giữa cổ sau. Còn cái phần bâu này mình sẽ làm dấu vô giữa bâu, mình làm dấu ở đây. Rồi mình sẽ bắt đầu từ cái phần góc vuông nè, góc vuông tim của cái cổ trước. Đây là cái phần cổ trước nè, các bạn nhìn ha. Mình sẽ đặt cái phần bâu ở đây, ngay cái góc này luôn. Góc bâu sẽ ngay cái góc vuông tim của cái thân trước. Rồi mình đặt mình may. Mình dằn một đường thưa dính cái phần bâu này vào cái phần thân áo. Mình may sao cho cái phần đường phấn giữa cổ sau và cái phần giữa của cái bao áo đó, nó đều với nhau. Hai cái phần này nó trùng với nhau thì được ha. Cái phần bâu của mình nó sẽ đều.
cái phần bao áo của mình à, may vào cái phần thân áo như vậy. Xong rồi ha, đây nó có hình thức như vậy nè, đó. Rồi mình sẽ đặt cái phần nẹp lên. Cái phần nẹp thì mình may, mình lộn vô phía trong. Đây mình sẽ đặt quay ra như vậy. Mình sẽ bắt đầu từ cái đầu vai. Cái đầu vai nè của cái phần nẹp và cái đầu vai của thân áo ở đây. Mình sẽ may cho hai cái đường này nó trùng với nhau nha. Mình may đường là 0,7 cm nha. Đều theo cái phần cổ hết luôn. Mình dỡ hai cái phần thân gầy ra để mình may cho nó dễ nha. Đây, mình đưa vô đây. Mình định hình cho cái phần gáp vai của cái phần thân áo và cái phần gáp vai của cái phần nẹp nó trùng với nhau. Gáp đường 0,7 cm, các bạn lưu ý nha, 0,7 cm. Mình gáp tới cái phần góc vuông ngay chỗ cái phần mình may cái bao cánh én vô. Tới đây là cái dưới cái phần phía trước và cái phần cổ nè. Mình sẽ xây nó lại. Phía dưới này mình cũng gáp 0,7 cm luôn. Sao cho cái phần giữa cổ của cái phần nẹp và cái phần giữa cổ của phần thân áo là cái phần gút chúng nó trùng với nhau là được ha. Mình may tới cái phần tim, mình sẽ xây lại. Xây lại như vậy. Rồi phần đối diện mình may tương tự. May vòng qua cổ sau luôn. Đúng 0,7 cm luôn nha. Sau khi mình may cái phần nẹp vào cái phần thân áo để mình để vô cái phần bâu của mình đó, xong như vậy ha. Rồi mình sẽ kéo nó vô như vậy. Cái phần nẹp như vậy mình sẽ kéo vô như vậy. Rồi cái phần gốc tim nè, vuông tim có hai cái phần đầu bô cái nén đó, thì ở đây mình sẽ nhấp nha. Mình sẽ dùng kéo để mình nhấp cái góc này cho nó có độ tim ra. Nhấp vừa tới đường chỉ thôi nha, các bạn lưu ý nha, đừng nhấp đứt cái đường may của mình đó. Bên đây cũng vậy luôn, mình nhấp hai bên cho nó đều với nhau là được ha. Rồi cái phần cổ nè, cái phần cổ trái tim mình cũng nhấp ra như vậy. Nhấp xong mình kéo nó lên như vậy. Đây là cái phần nẹp, kéo vô như vậy. Mình sẽ tiến hành mình dặn nha. Mình kéo cái phần nẹp ra như vậy. Bây giờ mình sẽ dặn, mình dặn cho nó vô phía trong cái phần nẹp của mình. Quay lại nha, quay lại như vậy. Đây là cái nẹp áo, mình kéo nó vô trong như vậy nè. Rồi mình kéo qua mình dặn nha, mình dặn một đường meo đều theo cái phần cổ cho cái phần nẹp nó nằm im vô trong. Cái đường dặn này thì mình may đường thưa thôi, không cần dày lắm ha. Thank you.
Sau khi mình dằn cái đường meo vào phía trong, cái phần nẹp nè, vào phía trong đều như vậy hết. Đây, như vậy là hoàn thành cái cách mình gáp rồi đó các bạn. Nó cũng khá là đơn giản luôn, không có gì mà cầu kỳ hết ha. Rồi như vậy đó, xong rồi nè. Rồi mình sẽ kéo cái phần nẹp ra, mình dằn vào cái phần vai và cái phần nách áo nè, mình dằn cho dính cái phần nẹp ra như vậy. Đây, cái phần nẹp này nó kéo ra đây ha, rồi mình dằn cho nó dính vào cái phần nách áo, cho nó dịch cái phần nẹp vô trong như vậy nè. Rồi cái phần bông mình nó sẽ nằm ra như vậy. Màu đen nhìn hơi khó thấy, các bạn thông cảm ha. Vậy đèn chá nữa, mình cũng tranh thủ sớm sớm nhưng mà trời đang chuyển mưa nên nhìn cũng không có được gỡ, nhìn thấy nó hơi chá. Rồi mai như vậy là xong ha. Còn cái phần phía trước này thì mình sẽ rút dúng nó lại. Khi mình mai xong hết rồi mình ủi, mình sẽ rút dúng nó lại, rút dúng nó lại bằng với cái phần nẹp phía trong là được ha. Còn cái mẫu này á, thì mình may tay liền á, thì mình dằn cái phần nẹp dính vào cái phần thân áo, xong mình gọt cái phần nách cho nó êm, rồi mình viền, mình cắt dải viền, mình viền một phần hoặc là viền nhí, viền nhỏ gì tùy thích ha. Còn nếu mình may có tay thì mình lúc mình cắt á, là mình không có cắt bỏ cái phần vai, mình sẽ may cái phần tay lên nha. Mấy cái phần còn lại như phần viền nách nè, phần gấp thân và lên lai á, thì nó đơn giản, mình không có hướng dẫn ha. Mình chỉ hướng dẫn cho các bạn tới đây thôi, tới cái phần mà mình gấp được cái phần bâu nè, và gấp cái phần rút dúng vào cái phần thân như vậy là xong rồi ha. Cái mẫu này như vậy là xong những cái phần quan trọng rồi, những cái phần còn lại mình không có hướng dẫn ha. Chúc các bạn thành công nha, chào tạm biệt các bạn.